Nước đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và cuộc sống của con người. Nước sạch giúp cho con người duy trì cuộc sống hàng ngày, bởi con người sử dụng nước sạch để cung cấp cho các nhu cầu ăn uống, hoặc sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt. Nước vô cùng quan trọng đối với con người hay bất kỳ sinh vật sống nào trên trái đất. Đây là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Nước cần cho mọi sự sống và phát triển. Nước vừa là môi trường, nhưng nó cũng chính là nguồn sống. Nước vừa mang theo vô vàn lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng chính là đầu vào, là nguyên liệu trong các hoạt động sản xuất, nông nghiệp. Nói một cách dễ hiểu, nếu không có nước sẽ không có sự sống. Ngoài ra nếu chúng ta uống nước ấm vào buổi sáng cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 1. Hỗ trợ tiêu hóa. Nước ấm có tác dụng giãn mạch, nghĩa là nó mở rộng các mạch máu và kích thích lưu lượng máu chảy về phía ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Mỹ Louisa Peter cho biết, uống nước ấm khi bụng đói vào buổi sáng giúp đưa nước qua hệ thống tiêu hóa đến ruột, nơi nó được cần đến. Nhưng lợi ích sức khỏe tiêu hóa của nước ấm không dừng lại ở đó. Nó có tác dụng thủy hóa cơ thể nhanh hơn, vì vậy khi được uống sau bữa ăn, nhiệt độ giúp nhũ hóa chất béo, khiến chúng dễ tiêu hóa hơn. 2. Hỗ trợ giảm cân. Mối liên hệ giữa nước và giảm cân được cho là do hiệu ứng sinh nhiệt của nó, nghĩa là lượng năng lượng mà cơ thể dành để làm nóng nước mát trong đường tiêu hóa sau khi uống vào. Uống nước khi bụng đói sẽ tăng tốc độ trao đổi chất, từ đó giúp giảm cân. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống 500ml nước làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 30% trong vòng 10 phút, và đôi khi sau 30 đến 40 phút. 3. Làm sạch ruột. Uống nước khi bụng đói vào buổi sáng giúp làm sạch ruột của bạn. Nó thúc đẩy cử động thường xuyên của ruột và giúp điều chỉnh đường tiêu hóa của bạn. Điều này giúp ngăn ngừa táo bón và tiêu hóa kém. 4. Giảm lượng calorie. Uống nước trước khi ăn sáng giúp giảm lượng calorie bằng cách tăng cảm giác no vào bữa ăn tiếp theo mà bạn có. Vì vậy, hãy uống nước ít nhất 30 phút trước khi ăn sáng. 5. Cải thiện năng lực tâm thần. Uống một ly nước sau khi thức dậy sẽ giúp tăng năng lực tâm thần bao gồm gợi, lại trí nhớ và học hỏi những điều mới mẻ. 6. Tăng cường miễn dịch. Uống nước khi bụng đói có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, bằng cách giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Nước giúp loại bỏ các chất thải và những vi khuẩn khác có thể gây nhiễm trùng hoặc bệnh tật. 7. Ngăn ngừa nhức đầu. Việc thiếu nước sẽ gây đau đầu hoặc đau nửa đầu. Uống nước khi bụng đói sẽ giúp bạn giảm đau đầu hoặc đau nửa đầu. 8. Giữ các cơ quan nội tạng khỏe mạnh. Uống nước khi bụng đói sẽ giúp duy trì hoạt động phù hợp của các cơ quan nội tạng của cơ thể, giúp hệ bạch huyết của bạn khỏe mạnh đồng thời giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể. 9. Làm sạch làn da. Uống nước khi bụng đói vào buổi sáng sẽ giúp tăng cường sức khỏe làn da của bạn thông qua việc làm giảm mụn trứng cá và tình trạng khô da. 10. Tăng năng lượng. Uống nước vào buổi sáng sẽ tăng mức năng lượng của bạn ngay lập tức và khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bởi vì nếu cơ thể bạn bị mất nước vào buổi sáng, nó có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. 11. Thông xoang. Nếu bạn bị nghẹt mũi, hãy thử uống nước nóng. Theo chuyên gia Mỹ Nesochiokxigbakwi, nó có thể giúp giảm bớt một số triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy uống nước ấm giúp giảm nghẹt mũi nhanh hơn, uống nước lạnh vì nhiệt độ cao hơn làm tăng tốc độ mà chất nhầy có thể di chuyển. Tiến sĩ Oxigbakwi cho biết nhiệt độ của chất lỏng mà chúng ta uống vào có thể tạo ra sự khác biệt trong cách đối phó với các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên. 12. Tốt hơn cho răng. Răng có thể cảm ơn bạn vì đã chuyển từ nước lạnh sang nước ấm. Theo chuyên gia Mỹ Sandra Mondovan, nước ấm tốt hơn cho răng và việc phục hình răng và được hấp thu dễ dàng hơn.
Một số vật liệu chám co lại khi tiếp xúc với nước lạnh, khiến chất chám bị bong ra khỏi răng, chuyên gia Moldovan giải thích. Một lần nữa, hãy chắc chắn rằng nước của bạn không quá nóng. Bất kỳ nhiệt độ khắc nghiệt nào trên răng đều có thể gây bất lợi, vì vậy hãy cố gắng uống nước ở nhiệt độ phòng để hàm răng trắng của được vui vẻ. 13. Giúp loại trừ chất độc. Uống nước ấm làm tăng nhiệt độ cơ thể, kích thích quá trình tiết mồ hôi, vốn là một trong những cách cơ thể loại bỏ độc tố. Khi được uống thường xuyên với chanh, nước ấm giúp cân bằng tất cả các loại thực phẩm có tính axit mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu bạn không thích chanh, hãy dùng thử trà xanh, vốn có thể làm giảm hoạt động gốc tự do trong cơ thể. 14. Giảm đau tự nhiên. Uống nước ấm làm tăng lưu lượng máu đến các mô, tạo điều kiện cho cơ bắp thư giãn. Theo tiến sĩ Peter, điều này có thể có ích với tất cả các loại đau, từ đau khớp đến đau bụng do kinh nguyệt. Uống nước ấm trước khi đi ngủ cũng có tác dụng xoa dịu, có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, và nó sẽ khiến bạn cảm thấy no hơn khi không có cảm giác thèm ăn nửa đêm. 15. Cải thiện sự lưu thông máu. Giống như tắm nước ấm có thể giúp các cơ quan tuần hoàn của bạn đưa máu khắp cơ thể hiệu quả hơn, việc uống nước ấm có thể cải thiện sự lưu thông máu. Điều đó có nghĩa là huyết áp khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 16. Giảm táo bón. Táo bón xảy ra khi có ít hoặc không có nhu động ruột và thường do thiếu nước trong cơ thể. Nếu bạn bắt đầu mỗi ngày với một ly nước ấm trước khi ăn bất cứ thứ gì, bạn có thể giúp cải thiện nhu động ruột và giảm khả năng táo bón. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé!